vị và các bạn thân mến, trong số trước của chương trình, chúng ta đã biết nhiệt miệng là một căn bệnh lành tính không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên thì nếu như căn bệnh này kéo dài và tái phát liên tục tại một vùng nhất định thì có thể là dấu hiệu của một căn bệnh khác nguy hiểm hơn, đó là bệnh ung thư lưỡi. Vậy ung thư lưỡi là gì? Làm sao để có thể phân biệt căn bệnh nguy hiểm này với bệnh nhiệt miệng? Cách chữa trị căn bệnh này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Chuyện cùng bác sĩ hôm nay. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Đức Ninh, khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Minh Phượng và xin chào quý vị khán giả. Cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình và đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Trước khi có cuộc trao đổi cùng với bác sĩ Vũ Đức Ninh, chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và trong đó có cả căn bệnh ung thư lưỡi. Thì là từ đầu năm đến giờ mình có tiếp đón bệnh nhân điều trị cho bệnh nhân khoảng 5 bệnh nhân ung thư lưỡi, trong số khoảng 20 bệnh nhân ung thư ở vùng khoang miệng. Trước đây căn bệnh ung thư lưỡi rất hiếm gặp, nhưng trong những năm gần đây số lượng bệnh nhân mắc căn bệnh này ngày một gia tăng. Bệnh nhân Hà Thế Dũng, 64 tuổi ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long là một trong những bệnh nhân ung thư lưỡi hiện đang được điều trị tại khoa. Khi nhập viện, bệnh nhân đã có khối u lớn ở lưỡi, đau nhiều và có hạch di căn ở cổ. Bệnh nhân Hà Thế Dũng hiện tại đang điều trị ở khoa ấy, thì cũng là một bệnh nhân ung thư lưỡi phát hiện giai đoạn muộn, bệnh nhân trung tuổi, 64 tuổi thôi, nhưng mà phát hiện là giai đoạn muộn. Khi mà phát hiện ra thì đã có di căn ở hai bên rồi, đã có di căn giáp hàm và không làm thêm được, không can thiệp được cái gì cả, chỉ điều trị chăm sóc giảm nhẹ thôi. Qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta đều có nguy cơ bị mắc căn bệnh ác tính ung thư, trong đó có ung thư lưỡi. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là căn bệnh ung thư lưỡi thì có nhiều người bị mắc phải hay không ạ? Ung thư lưỡi trước kia thì rất hiếm gặp, nhưng ngày nay thì có xu hướng là gia tăng. Tần suất mắc ung thư lưỡi ngày càng tăng lên. Trên thế giới thì mỗi năm có khoảng trên 300.000 ca mắc mới. Và con số này ở Việt Nam thì cũng phải khoảng trên 2.000 ca mắc mới. Tại Quảng Ninh thì ước tính mỗi năm cũng phải có vài chục ca. Vâng, có thể nói đây là một con số không hề nhỏ. Vậy thì bác sĩ có thể cho Minh Phượng cũng như là quý vị khán giả hiểu rõ hơn như thế nào là căn bệnh ung thư lưỡi ạ? Ung thư lưỡi là bệnh lý phổ biến của vùng khoang miệng. Bệnh này xuất phát từ cái niêm mạc biểu mô tế bào vẩy tại vùng lưỡi. Tần suất mắc thì hay gặp ở lứa tuổi là trên 50 tuổi trở lên. Và nam thì mắc nhiều hơn nữ. Cái triệu chứng ban đầu của ung thư lưỡi này rất là mơ hồ. Khi mà bệnh nhân thường ấy, đến với bác sĩ khi mà cái triệu chứng đã rầm rộ rồi, tức là ở giai đoạn muộn rồi. Ở trên thực tế thì có rất nhiều bệnh nhân bị mắc ung thư lưỡi nhưng lại lầm tưởng là mình bị nhiệt miệng. Có đến 90% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cách phân biệt đâu là ung thư lưỡi và đâu là nhiệt miệng ạ? Trên thực tế thì bệnh nhân rất hay nhầm giữa nhiệt miệng và ung thư lưỡi. Nhiệt miệng là bệnh lành tính, ung thư lưỡi là bệnh ác tính. Để phân biệt hai bệnh này với nhau thì chúng ta phải nhìn trên một số đặc điểm của tổn thương của hai bệnh này. Nhiệt miệng, cái tổn thương của nó là tổn thương thường rất nhỏ, dưới 1 cm. Cái tổn thương thì màu trắng, bờ của nó rất là mềm mại và thường nó không gây chảy máu hay là không gây hoại tử và gây ra những mùi hôi khó chịu. Trong khi đó thì ung thư lưỡi, cái tổn thương của ung thư lưỡi là có thể là sùi, loét, tổn thương bờ của nó rất là cứng, ấn vào có thể đau. Đặc biệt nữa là khi ở giữa cái tổn thương ấy, nó có hoại tử, nó có thể chảy máu và ra cái mùi rất là hôi. Một điều nữa là cái thời gian của cái xuất hiện của cái nhiệt miệng và ung thư lưỡi cũng khác nhau. Nhiệt miệng thì thời gian xuất hiện, tức là nó có thì nó chỉ trong khoảng 1 đến 2 tuần và bệnh sẽ hết, tự khỏi, không cần điều trị gì, chỉ cần vệ sinh răng miệng. Trong khi đó thì ung thư lưỡi thì bệnh kéo dài, thường là hàng tháng đến hàng năm. Một cái nữa là nhiệt miệng thì nó rất hay tái phát ở nhiều vị trí khác nhau trên lưỡi, nhưng ung thư thì chỉ ở một vị trí thôi, vị trí nhất định. Ngoài ra ấy, thì mình có thể có một số đặc điểm khác như là những hạch cổ. Hạch cổ thì đa phần bệnh nhân mà
đến với ở trên 50% những bệnh nhân mà đến khám ung thư lưỡi là ở giai đoạn đã có hạch cổ rồi. Và vì bệnh nhân phát hiện ra hạch cổ thì mới đến khám và phát hiện ra là có ung thư lưỡi. Một điều nữa là ở ung thư lưỡi thì bệnh nhân thường có những triệu chứng mà toàn thân rất là rầm rộ, có thể là mệt mỏi, ăn uống kém hay là đau khi nói khi nuốt. Vâng, như vậy là nếu những vết loét kéo dài và tái đi tái lại ở một vị trí nhất định thì người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế để khám đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân do đâu mà người bệnh mắc phải căn bệnh này ạ? Nguyên nhân mà gây ra ung thư lưỡi đấy, thì nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân bệnh sinh cụ thể gây ra thì chưa được rõ ràng. Nhưng người ta ghi nhận được những cái yếu tố nguy cơ để làm gia tăng cái việc mắc cái ung thư lưỡi. Trong đó thì yếu tố nguy cơ đầu tiên mà kể đến và rất thường gặp đó là hút thuốc. Hút thuốc lá là một cái nguyên nhân mà hàng đầu dẫn đến ung thư lưỡi, ung thư khoang miệng. Ngoài ra còn một số loại ung thư khác nữa liên quan đến thuốc lá. Một yếu tố nữa mà nhắc đến đó là rượu. Rượu cũng là một nguyên nhân mà tác nhân của nó có thể là cái tác nhân hóa học, nó gây tổn thương cái niêm mạc lưỡi. Tác nhân thứ hai đó là rượu nó dung môi hòa tan một số cái chất gây ung thư. Nếu như mà chỉ có rượu và thuốc lá thôi, hai cái nó đơn độc, thì tỷ lệ mà tần suất tăng lên nó chỉ là khoảng gấp 2-3 lần thôi. Nhưng nếu hai yếu tố này kết hợp với nhau thì tần suất mắc ung thư nó có thể tăng lên đến 10-15 lần. Ngoài ra còn phải kể đến đó là những thói quen như nhai chầu thuốc. Các cụ mà nhai chầu thuốc thì cái tần suất mà mắc ung thư cũng tăng. Thêm nữa là có những cái yếu tố như vi sinh vật, ví dụ như là HPV, herpes, nhiễm những virus này thì cũng là tác nhân mà dẫn đến ung thư. Cái thói quen ăn uống mà thiếu những vitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin D, hay là đặc biệt nữa là cái chăm sóc răng miệng, cái vệ sinh răng miệng cũng là một cái yếu tố mà quan trọng, mà vệ sinh miệng kém thì nó làm cho cái tần suất mắc ung thư lưỡi nó tăng lên. Như vậy là có thể thấy có rất nhiều yếu tố khiến cho người bệnh mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Vậy thì bác sĩ có thể cho Minh Phượng cũng như là quý khán giả được biết là căn bệnh này có thể chữa khỏi được hay không ạ? Ung thư lưỡi là một bệnh mà hoàn toàn có thể chữa khỏi khi mà mình phát hiện giai đoạn sớm. Ở giai đoạn 1 khi mà ung thư nó chỉ ở lưỡi thôi, chưa di căn hạch, thì việc phẫu thuật là bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn. Tỷ lệ sống trên 5 năm là 70-80%. Khi ở những giai đoạn sau, khi bệnh nhân mà ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4 đi, thì khi mà đã có di căn hạch chẳng hạn thì cái việc mà điều trị sẽ khó khăn hơn. Bệnh nhân sẽ phải kết hợp với nhiều cái phương pháp điều trị khác nữa. Ngoài phẫu thuật ra, bệnh nhân có thể phải hóa chất, xạ trị. Thì cái việc này thì làm cho cái kinh phí điều trị của bệnh nhân tăng lên. Cái hai là cái sức khỏe bệnh nhân sẽ giảm đi, vì cái thời gian điều trị cũng sẽ kéo dài hơn. Do đó mà bệnh nhân lên đến với bác sĩ ở cái giai đoạn sớm để thì cái tiên lượng điều trị và cái khả năng mà khỏi bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Không chỉ với riêng ung thư lưỡi mà tất cả các căn bệnh ung thư nếu mà càng phát hiện sớm thì sẽ càng có khả năng chữa trị cao đúng không ạ? Vậy thì để phòng ngừa căn bệnh này một cách hiệu quả nhất thì chúng ta cần phải làm những gì ạ? Để phòng ngừa bệnh ung thư lưỡi này thì mình phải nhìn vào cái yếu tố nguy cơ của nó. Yếu tố nguy cơ ung thư lưỡi bao gồm có những yếu tố gì thì cái việc phòng ngừa thì mình dựa vào những yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như là tránh hút thuốc, uống rượu và nhai chầu. Đó là cái yếu tố nguy cơ mà đầu tiên dẫn đến việc ung thư lưỡi thì mình tránh. Cái thứ hai ấy, là vệ sinh răng miệng. Vệ sinh răng miệng cũng là một vấn đề mà rất cần quan tâm. Ăn uống và thói quen sinh hoạt. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Bổ sung các vitamin để cho tăng sức đề kháng. Đấy là những cái mà giúp cho ta này có thể tránh được cái nguy cơ và ung thư lưỡi. Trong mục góc chuyên gia ngày hôm nay, mời bác sĩ Vũ Đức Ninh lắng nghe và giải đáp một số các ý kiến thắc mắc của quý vị khán giả về căn bệnh ung thư lưỡi. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Xin hỏi bác sĩ là lưỡi có mảng đỏ và trắng có phải dấu hiệu của ung thư lưỡi không ạ? Lưỡi mà có mảng đỏ và trắng, đây có thể nó là một cái dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi. Đa phần ung thư lưỡi ở giai đoạn sớm thì cái triệu chứng rất nghèo nàn, thường là bị bỏ qua,
đặc biệt là những thay đổi màu sắc da, màu sắc ở trên lưỡi thì khiến cho mình không để ý và bỏ qua. Cho nên khi mà đánh răng hay là kiểm tra răng miệng ấy, thì mình thấy có những cái tổn thương như vậy thì mình nên chú ý và đi khám để được bác sĩ khám và tư vấn để tránh bỏ sót ung thư, đặc biệt là ung thư lưỡi. Và khi mà phát hiện ở giai đoạn sớm như thế này ấy, thì bệnh nhân hoàn toàn có thể chữa khỏi. Xin hỏi bác sĩ là những đối tượng nào nên đi tầm soát ung thư lưỡi? Ung thư lưỡi thì thường xuất hiện ở những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Do đó thì bác sĩ khuyên rằng những người mà trên 50 tuổi nên khám và tầm soát sớm ung thư lưỡi để phát hiện ở giai đoạn sớm để điều trị tốt. Đặc biệt là ở những người mà có tiền sử uống rượu, hút thuốc, hoặc là cả uống rượu và hút thuốc, hay những người mà nhai chầu, hoặc là những người mà gia đình có tiền sử bệnh lý ung thư thì lên đi khám. Với những biểu hiện mờ nhạt ở giai đoạn đầu và đặc biệt những dấu hiệu sớm của căn bệnh ung thư lưỡi rất dễ bị lầm tưởng với những căn bệnh khác. Chính vì vậy, việc thăm khám định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này. Với những chia sẻ của bác sĩ Vũ Đức Ninh trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này, biết cách bảo vệ mình trước những căn bệnh nguy hiểm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Đức Ninh đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.